Chào anh em, hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em mở cái khóa BitLocker. Hiện tại một số anh em khi cài Queen ý thì không để ý là tắt cái BitLocker trước, thì nó sẽ xảy ra cái hiện tượng là khóa. Nếu mà khóa BitLocker khi mà người đấy đăng nhập cái tài khoản Microsoft vào và cái BitLocker được bật lên, thì ví dụ như đây là mình đang có một cái bản mà đang có một cái máy mà các bạn đang cài Queen. Đấy là bản cài Queen, bản Homebrew, và trước đấy là một bản Queen khác. Thì khi mà cài bản Queen khác thì máy đã có cái BitLocker bật sẵn trước, thì nó sẽ mặc định là nó sẽ khóa lại ổ cứng này, khóa ổ cứng của cái file phân vùng dữ liệu lại chẳng hạn. Thì bây giờ mở bằng cách là chúng ta sẽ vào, phải đăng nhập vào cái tài khoản Microsoft của mình, cái tài khoản Microsoft mà mình hay sử dụng ở trên máy, tài khoản đăng nhập máy này. Thì đây là mình đang bây giờ mình sẽ vào để mở ra. Thì chúng ta sẽ mở bằng cách là về vào cái trang web của Microsoft. Đây hiện tại là cái mình đang vào cái. Đây mình sẽ vào Google, mình search cái là mở khóa BitLocker trên Win 10. Thì mình sẽ tìm cái cách này, mình sẽ có cái đường dẫn vào. Đây, đầu tiên đăng nhập cái tài khoản vào. Tài khoản Microsoft. Đây mình sẽ đăng nhập tài khoản vào đây. Và cái ổ cứng của mình thì nó đang khóa bởi một cái tài khoản key, một key recover. Một cái đoạn mã key mà có 48 ký tự. Và cái ID của nó là cái này. Bây giờ mình phải tìm cái ID của Microsoft gửi về mà trùng với cái này thì mình sẽ mở được cái ổ này ra, ổ D này ra, ổ dữ liệu này ra. Bây giờ mình sẽ đăng nhập vào. Đăng nhập cái tài khoản mình vào, mình đang tạo chẳng hạn. Đây có bước xác nhận này, mình phải xác nhận lại. Đây thì khi mà mình vào đúng cái mail của nó, mail của cái đăng nhập ấy, thì mình sẽ có được cái đoạn này. Đoạn này là đúng với cái mà mã khóa của nó gửi về cho mình. Đây. Vậy thì khi mà đúng rồi thì mình sẽ copy cái đoạn mã này vào. Viết đúng cái đoạn mã nào. Đây. Đoạn mã của nó là CF945614. Đây, CF945614 đây. Bây giờ mình paste vào. Thì nó sẽ mở được cái khóa này cho mình. Đấy, thì nó sẽ mở được cái khóa này. Thì mình sẽ lấy được dữ liệu ở trong này ra. Còn trường hợp mà không mở được thì rất là khó mà để mở được cái ổ đấy. Một số trường hợp đây, trong này ví dụ như mình vào trong cái device này, đấy mình sẽ thấy được tất cả các cái máy. Nếu mà mình cái tài khoản mình đăng nhập ở máy nào thì nó sẽ hiện lên ở đây. Máy đấy ví dụ như mình đang đăng nhập vào cái máy 3559 chẳng hạn, trong này nó sẽ có thông tin của máy trước đấy, tức là bản trước khi mình cài đặt bản Win 10 Home này thì nó là bản Win 10 Pro và có cái version này. Thì nếu mà mình biết được cái bản này rồi thì mình có thể cài lại đúng cái bản này, thì nó khả năng nó xuất hiện được ra, nó sẽ mở được ra cái bản dữ liệu cho mình đúng cái bản này, có version này. Đấy. Và
Tức sau khi mà mình mở được rồi ấy, thì mình có thể tắt bằng cách tắt cái BitLocker đấy, bằng tắt là mình phải vào cái search này. Mình sẽ đánh cái chữ BitLocker này, BitLocker UI này. Thì mình có cái turn off đây, mình sẽ tắt được BitLocker này đi. Thì sau khi tắt được thì tất cả các cái ổ cứng nó sẽ không có cái vấn đề khóa này nữa. Và lúc đấy thì mình có thể cài thoải mái tất cả các bản win mà mình muốn. Còn nếu mà chưa tắt cái này đi thì mình sẽ bị khóa, nếu cài không đúng bản của nó sẽ bị khóa. Hoặc là trước khi mà mình máy bị lỗi chẳng hạn, mà mình chưa biết được bản win nào, thì mình có thể vào win mini để mình kiểm tra. Ví dụ như win mini, trong win mini mà nó vào cái win bản win khác thì nó sẽ bị khóa ổ cứng lại. Thì anh em sẽ phải copy dữ liệu ra trước. À lúc đấy thì không copy được, mà lúc đấy anh em phải tư vấn khách trước có cái mail như thế nào không để còn vào để lấy cái mã khóa của mình. Đây thì là mình đang hướng dẫn cái cách để mở cái khóa BitLocker.